Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Lý, 37 tuổi, thường trú tại tổ dân phố 4, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ. Nguyễn Thị Mỹ Lý nguyên là kế toán của nhà máy gạch Thuynen Phổ Phong. Đối tượng đã tiếp cận nhiều người, đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật, hòng gây dựng lòng tin của nhiều người để lừa đảo. Lý đã vay tiền của nhiều người và chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo với những ai bị Nguyễn Thị Mỹ Lý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để trình báo, phối hợp giải quyết.